Hôm nay Hải hướng dẫn cách mà lấy video cam hành trình ghi được này. Có một cái giao thức quan trọng sau khi mình đã kết nối với CarPlay Android Auto với màn thì mình sẽ phải ngắt cái điện thoại đi, là ngắt kết nối wifi bluetooth đi để mà mình sẽ thoát ra đối với cái màn như này, trạng thái như này. Thì có hai cách, một là sau khi ngắt kết nối điện thoại rồi thì mình sẽ bấm vào replay thì chúng ta sẽ có được cái video đã quay ở đây, là mình xem lại trực tiếp trên này đó, play trực tiếp trên này là sẽ play luôn. Rồi cách thứ hai, muốn cài app thì chúng ta sẽ vào phần mobile internet. Khi mà ngắt kết nối CarPlay rồi thì nó sẽ trở về cái màn hình xanh đen như này, tức là nó sẽ hiển thị menu này sau khi chúng ta bấm, và mình sẽ vào phần wifi info switch convert thì lúc này nó sẽ bảo mình là quét cái mã QR code này để cài cái app Inux này lên. Sẽ quét cái mã QR code này để mà cài cái app Inux lên. Đây, cài cái app Inux này lên. Mình sẽ mở app lên, bấm connect connect set wifi, sẽ vào phần wifi và mình sẽ kết nối cái wifi này với cái mã màn là 138 và password của nó là 1 đến 8. Rồi sau đó là mình sẽ mở app lên. Tí nó sẽ hơi chập chờn một chút nên vào lại. Khi tôi được chia sẻ, chọn khi tôi chia sẻ. Đôi lúc mà anh em mà kết nối nó không vào được với app ấy thì chúng ta có thể là tạm thời off nó đi. Đó, ngắt đi và on trở lại. Rồi, đấy, như này nó sẽ kết nối lại. Là xong, kết nối vào. Thôi cái này là đăng live trực tiếp, cái cam nó view lên. Bấm stop là sẽ là dừng ghi này. Và bấm vào cái ảnh toàn bộ những cái video đã cam hành trình đã quay trước đấy. Đây, trước sau nhé. Trước sau nó sẽ là front và back. Và bấm vào cái nút bên dưới này thì sẽ là download về. Download cái file quay được về vào icon setting. Và icon setting thì ở trong này nó sẽ có phần liệt kê là loop bao nhiêu, tức là sau bao nhiêu phút thì nó sẽ record là 31 phút, 3 phút hay 5 phút, tức là mỗi một file là 1 phút hay 3 phút. Đấy, ví dụ là 1 phút đi, mặc định là 1 phút. Middle sensor này là chỉ là cảnh báo thôi. Skin off thì kệ nó đi. Đấy, đại loại là tất cả những cái trong này thì mình sẽ gần như không quan tâm tới phần setting này. Nó không có gì, nó chỉ là cái setting nó giống trên trong setting trên màn thôi, thì mình có thể setting trên màn. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bấm vào nút play thì nó sẽ lại tiếp tục record tiếp. Đấy, đơn giản như thế thôi anh em nhé.